Kylie Jenner lộ ảnh quá khứ, dân tình sốc nặng vì tưởng cô thay luôn cả đầu. Kylie Jenner là ngôi sao truyền hình thực tế và người mẫu ảnh nổi tiếng của Mỹ. Cô cũng được trang Forbes vinh danh là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Ngoài ra, Kylie còn nổi tiếng với vai trò là em gái của Kendall Jenner, siêu mẫu đắt giá nhất thế giới và Kim Kardashian, ngôi sao truyền hình thực tế thị phi bậc nhất. Kylie Jenner từng chia sẻ cô rất ghét nhìn lại các bức ảnh trong quá khứ của bản thân. Cũng vì gương mặt và thân hình quá khác so với trước đây mà Kylie thường xuyên bị nghi bơm ngực, sửa hàm, mũi và nhiều bộ phận khác. Tuy nhiên, cô nàng chỉ thừa nhận từng bơm môi chứ chưa từng đụng chạm những chỗ khác. Trong tập Keeping Up With The Kardashians mới nhất, khoảnh khắc Kim Kardashian đánh rơi đôi khuyên tai kim cương dưới bể bơi nổi tiếng năm nào đã được chiếu lại. Dù là nhân vật chính nhưng Kim lại bị lu mờ bởi một gương mặt cách đó không xa. Nhìn một lúc lâu, khán giả mới tá hỏa và nhận ra đó là Kylie Jenner. Netizen được một fan sốc nặng về Kylie trong quá khứ. Lúc này Kylie sở hữu sóng mũi to, xương quai hàm to và môi mỏng. Thậm chí cư dân mạng còn phải thốt lên, thế này là đổi đầu rồi chứ phẫu thuật gì nữa. Kylie tâm sự từ khi còn nhỏ, cô đã nghe quá nhiều người nói rằng cô là con bé xấu xí nhất trong gia đình hào nhoáng của mình. Nhìn vào bức ảnh gia đình Kardashian qua năm tháng, nhiều người thắc mắc vì sao con bé với chiếc mũi gồ ghề, cằm nhọn quá mức và cặp môi mỏng dính lại là em cùng mẹ cùng cha với người mẫu tuổi teen Kendall Jenner, xinh đẹp mỹ miều, và em cùng mẹ khác cha với Kim Kardashian. Cô nàng tai tiếng bậc nhất Hollywood nhưng cũng không thể phủ nhận là có nét đẹp sắc sảo. Tuổi thơ và tuổi niên thiếu của Kylie trôi qua trong nhung lụa nhờ gia đình giàu có, nhưng cũng là những năm tháng ác mộng về mặc cảm ngoại hình. Cô không bao giờ đủ chiều cao để làm người mẫu như người chị Kendall, cũng không thể trở thành ngôi sao truyền hình thực tế đình đám như người chị Kim. Dù thời gian đầu danh tiếng cô có được chủ yếu là nhờ sự góp mặt trong chương trình Keeping Up With The Kardashians. Với vẻ ngoài tự nhiên của mình, Kylie không đến nỗi xấu xí, cô vẫn là một cô gái xinh xắn, dễ nhìn, chỉ là không có cửa để trở thành hot girl đình đám số 1 như hiện nay. Để tạo lập chỗ đứng, Kylie biết cô phải chọn con đường riêng, khát khao khẳng định mình được nhen nhóm và ngày càng mãnh liệt trong cô gái nhỏ. Bước ngoặt của Kylie đến từ khi cô bơm môi, khi 17 tuổi, vào năm 2014, tạo ra trào lưu môi tều làm mưa làm gió trên mạng xã hội suốt mấy năm sau đó. Với cặp môi ngày càng dày qua nhiều lần bơm, Kylie như lột xác từ cô gái tuổi teen thành một người phụ nữ trẻ gợi cảm dù vẫn còn đôi nét trẻ con. Nhờ Kylie, môi tều trở thành một trong những từ khóa làm đẹp hot nhất mạng xã hội, biến những cô gái từ nhợt nhạt thiếu cá tính thành những quả bom sét gợi cảm. Xu hướng chụp ảnh selfie, khoe môi dày, biểu cảm trễ nải gợi tình cũng từ Kylie mà trở nên tràn ngập mạng xã hội như biểu tượng của sự sành điệu. Cũng như mọi hot girl của thời đại mạng xã hội, Instagram là địa hạt chính của hot girl số 1 Hollywood. Tại đây, Kylie có 97,4 triệu người theo dõi, luôn nằm trong top 10 cùng với Selena Gomez, Ariana Grande, Beyoncé, Taylor Swift, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber và cả cô chị Kim Kardashian. Chỉ trong 2 năm, cô tạo ra một đế chế mỹ phẩm và thời trang mang tên mình. Năm 2016, cô em út của gia đình thị phi đã ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics, trong đó bao gồm những mẫu son môi đã gắn với tên tuổi và hình ảnh của cô, cùng các mẫu bút kẻ mắt và sản phẩm khác. Hot girl bán mỹ phẩm không thiếu, nhưng có lẽ chỉ có Kylie là làm cho ra ngô ra khoai, làm đến đẳng cấp doanh nhân tỷ đô. Khi thông tin về thu nhập của Kylie được công bố, báo chí Mỹ đã sững sờ và phải công nhận Kylie Jenner chính là người thành đạt nhất trong gia đình Kardashian. Ngoài ra, cô còn kiếm được tiền từ các chương trình TV và quảng cáo cho các sản phẩm. Tổng tài sản của cô vì thế ước tính lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Trong danh sách tỷ phú thế giới được Forbes công bố, Kylie Jenner hiện là người trẻ tuổi nhất. Ở tuổi 21, cô thậm chí là tỷ phú tự thân trẻ nhất từ trước đến nay khi cán mốc tài sản tỷ đô la Mỹ trước cả ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, khi đó 23 tuổi. Năm 2017, Kylie có mặt trong danh sách 100 người nổi tiếng của tạp chí Forbes và trở thành người trẻ nhất có mặt trong danh sách này. Ngoài ra, tờ báo New York Post ghi nhận cô là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành thời trang. Phải nói rằng, để tạo lập chỗ đứng, Kylie biết cô phải chọn con đường riêng, khát khao khẳng định mình luôn mãnh liệt trong cô gái nhỏ. Cô thậm chí còn có ý định đăng ký bản quyền cái tên Kylie để khẳng định thương hiệu của mình. Nhưng không thành, vì trước đó thế giới đã có một Kylie nổi tiếng khác là ngôi sao ca nhạc Kylie Minogue. Tỷ lệ thuận với khối tài sản khủng, Kylie cũng ngày càng thăng hạng nhan sắc. Trong một số khung hình, cô thậm chí còn bỏ xa hai cô chị nổi tiếng. Body đồng hồ cát nóng bỏng cộng với dáng pose sexy gợi cảm, khoe tròn bộ ngực căng đầy và vòng bao ngồ ngộ đã đốt mắt người nhìn. Vòng eo không mở thừa càng khiến hông của bà mẹ một con nở nang và quyến rũ hơn. Không ít netizen đồng ý rằng với thân hình xôi thịt này, Kylie thừa sức vượt mặt Kim để trở thành mỹ nhân có body nóng bỏng nhất Hollywood.